Hiện tại thì mình đã đến được Victoria núi Sam rồi nha quý bà con. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên trên để xem ở Victoria núi Sam này có những gì nha. Trong đây là cái sảnh, bây giờ mình sẽ di chuyển ra phía ngoài. Bạn của mình thì đi vô trong gặp lễ tân này. Đi ra đây quay cảnh cho quý bà con xem nha. Đứng từ trên đây là mình có thể nhìn thấy được cái quang cảnh xung quanh nha. Cánh đồng ở đây rất là đẹp luôn. Phía xa xa có cảnh đang đốt đồng đó quý bà con. Ở dưới đây là cái hệ thống nhà nghỉ. Xíu nữa thì mình sẽ xuống quay cho quý bà con xem. Nơi đây là không gian nơi đây là quý bà con xem rất là thoáng mát luôn. Hôm nay thì nhóm của mình đến đây để dùng bữa trưa. Đây là thực đơn cá bìa như là cái chiếc chiếu vậy. Nếm lá chuối. Đây là thực đơn đồ uống. Mình đặt cái gì vậy? Bên đây nè. Không thì giờ kêu này, combo này. Cái này là một combo nướng. Không biết. Không biết được hình như nó giảm giá xuống rồi. Kêu nướng đi. Vậy là mình kêu combo này rồi có thêm gì nữa không? Combo này. Combo này là gồm có hai cái bánh xèo mini, canh chua, canh chua cá ba sa. Kêu thêm chả giò không? Rồi, kêu thêm chả giò luôn đi. Ở cái này mình kêu cơm chứ. Trong đây có. Trong đây có cơm trắng rồi phải không? Chả giò hoặc là bò. Hoặc là lẩu mắm. Thôi, ăn không nổi đâu. Nè, cái gì? Cá nướng không? Ăn được không? Không, cái đó cá phi lê mà. Rồi, hoặc là cho chị gọi cái combo mà combo đặc sản đi chị. Combo đặc sản mình chị Nguyên ăn hết xài này. Đồ ăn đã ra tới. Rồi, cảm ơn em. Chị để Nguyên xài luôn không? Đúng rồi. Okay. Chứ giờ mình lấy ra là nó hơi xấu rồi. À, mình uống. Đây là cái món gì? Chà đá tép rong. Ở đây có nước canh chua. Chà đá là kêu hay mắm cái kêu hả? Rồi. Vậy mỗi người một ly hay là nước suối? Bình. Vậy bình trà đá. Đây là bò lúc lắc hả? Phát phát định tự. Mọi người lấy gì rồi ra cái gì? Cái bên này là món gì Túc? Bò bò xào của cải. Cái này chụp hình thôi chứ. Nãy giờ mình thử được cái vị là vừa ăn rất là ngon. Bánh xèo mini kiểu giống như bánh xèo Phan Rang nha. Ở trong cái là nhân gì vậy? Nhân cái gì? Bông điên điển, thịt bằm, giá hẹ. Cái kiểu bánh xèo mini giống như Phan Thiết Phan Rang nhưng mà cái nhân là nhân kiểu của miền Tây. Đúng rồi. Có nước chấm rồi.
Xin mời các bạn. Sao vậy, thế nào? Ngon, vừa ăn béo. Không. Ở đây canh chua là cái gì? Cho anh thử. Cái bạc sao? Cái bạc. Có khứa. À. Còn dưới đây khứa nữa. Nấu kiểu chuẩn vị luôn, chuẩn vị miền Tây á. Nãy Tú nói cái chả giò này là chả giò bò. Chả giò bò hả? Rồi thôi giờ mình ăn nha. Ngừng quay cho mấy bạn đừng mắc cỡ. Xa xa bên kia là cái lầu vọng cảnh. Thì mình vừa ăn trưa xong, bây giờ thì mình sẽ đi xuống đây để quay cho quý bà con xem nha. Dưới đây là cái hệ thống nhà nghỉ. Như là phía xa xa mình thấy có một cái hồ bơi đó. Thì mình sẽ đi xuống dưới đó. Thì mình sẽ đi xuống đây. Đây hồ bơi nước trong xanh. Ở đây thì chỉ có hơn 30 phòng để nghỉ thôi nha quý bà con. Đây, phía trước là cái hồ bơi. Bây giờ thì mình cũng đã di chuyển được đến khu vực hồ bơi rồi nha quý bà con. Hồ bơi rất là trong xanh luôn. Ở đây là mình vừa bơi mà mình vừa có nhìn ra ngắm cảnh luôn nha. Đây, phía dưới đây mình nhìn lên mình thấy nãy giờ mình đi xuống bậc thang đó quý bà con. Giờ thì mình sẽ di chuyển đi lên. Bây giờ mình sẽ đi hướng khác nha. Ở cái dãy nhà bên đây. Ở đây làm như có làm một cái nơi để thờ. Cái dãy bên đây thì ít nhà nghỉ hơn, ít phòng nghỉ hơn. Rồi như vậy là mình đã vừa quay lại cái cảnh ăn uống cũng như là các cái quang cảnh xung quanh Victoria núi Sam mà nha quý bà con. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây để mình di chuyển đến địa điểm khác. Thì cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.